Ok, chào mọi người. Hôm nay là tiếp là một lô cần câu nha mọi người. Thì đa phần lô cần này sẽ là cần carbon nhé, cần carbon và chuyên về cần lua. Thì đây là những cây cần canh grab nè. Đó, cây này mình lấy tại cửa hàng và những cây hàng chẳng sưu tầm, hàng chưa sử dụng. Những cây này chưa sử dụng rồi mọi người. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng giúp sếp lên đó, thì em cứ gửi sếp nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người, cây số 1. Thì cái số 1 lên cho người là một cây hàng chưa sử dụng, hàng lấy tại cửa hàng. Đây, cây này miếng ni lông nó còn bọc cái cán nó còn nè, đó. Trên này còn, dưới đây còn luôn, đó. Cành này rất là mới. Và cái này lấy tại cửa hàng, hàng trưng bày. Thì đây là một cây cành CanCut Tournament. Đó, đây mọi người, đây CanCut. Phen là phen xích gôn nha mọi người, phen Fuji xích gôn. Cái là cây cần máy ngang nhé. Đây, Kentraman Grow. Đó. Voi thì rất là đẹp, phen cũng rất là ok. Đó. Cần hàng trưng bày thì nó còn rất là mới luôn. Đó. Nếu nó có xây xát thì do xây xát trong quá trình vận chuyển nè. Đó. Nhiều cần nó cọ nhau chạy thôi. Đó. Cái cần còn rất là đẹp. Ngoại hình thì đảm bảo với người nó ra tầm khoảng 95-96%. Đó. Đây, cái bát nó cực kỳ đẹp nè mọi người. Đó. Thấy không? Đây. Đó. Bát rất là đẹp ha. Đó, bát canh cắt. Cán cũng đẹp, phen cũng đẹp. Phen Fuji nhé. Chứ không phải là phen hãng đâu mọi người. Đây, phen Fuji, xích gôn. Đó. Thì cái này nó sẽ dài 2m1, nặng là 155g, đọt 1 đi 9. Và cái này nó lua từ 7 đến 17 gram nha mọi người. Đó, lua từ 7 đến 17.5 gram. Lai từ 8 đến 17 lb. Cái này độ cứng nó tương đương tầm khoảng ML nhé. Đó, cái này về cho anh em câu lóc nè. Ok nè, đó. Rồi, giá của cây công khai số 1 giá sẽ là 1 triệu 8 người, 1 triệu 8 cộng ship cây số 1. Ờ, 1 triệu 7 nha mọi người, 1 triệu 7 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 và cây số 3 sẽ là một cặp nha mọi người. Đó. Cùng thông số, cùng độ dài luôn. Đó, vẫn là hàng trưng bày. Đây, hàng trưng bày nhé. Miếng ni lông vẫn còn, trên đây vẫn còn. Đây, bát canh cát. Đó. Bát thì rất là đẹp này. Đây. Phản quang nhé. Rất là đẹp cái bát. Coi cũng rất là ok, xịn sò. Keo chỉ ok. Đó. Cần chưa qua sử dụng. Can cut tournament. Cần máy ngang. Phen thì xịn này. Đó, phen là xích gôn. Boom. Và cái này dài 2m1, độ cứng sẽ là M. Đó, máy ngang. Dài 2m1, độ cứng M. Cái này về cho anh em câu lóc. Đó, câu lóc. Đánh bầu lực. Thì cái này dài 2m1, nặng 168g, đọt 2 ly 2. Và cái này nó tải mồi từ 10.5g đến 35g. Đó. Nó tải 35g thì anh em câu nhá thật là thả ra. Lai từ 12 đến 25 lb. Giá công khai cây số 2. Giá 1 triệu 8 người. 1 triệu 8 cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3 thì nó sẽ cùng thông số cây số 2 nhé. Nên mình chỉ sau cho anh em xem cần thôi. Đó. Độ cứng vẫn là M. Tải mát cũng là 35g. Đó. Đọt vẫn là đọt 2 ly 2. Đây, bát nó cực kỳ đẹp. Mình rất ưng cái bát này luôn. Đó. Đây, nhãn. CanCut. Tournament. Kéo chỉ phèn ok nhé. Vì hàng trưng bày thì mình sẽ đảm bảo với mọi người. Quá ok cho cây cành. Rồi, giá công khai cây số 3, giá vẫn vậy người, giá vẫn là 1 triệu 8 người, 1 triệu 8 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây cành CanCut. Vẫn một dạng cành hàng trưng bày. Đây, miếng ni lông vẫn còn nha mọi người. Đó. Cành rất là mới luôn. Đó. Đây một cây CanCut màu xanh nha mọi người, màu xanh, một cây Ocean Blue. Đó. Cần thì phen vẫn là phen xích con này.
xịt con rất là đẹp. Bát là bát canh cát. Và cây này nó ngắn lắm này, cây này dài chỉ có 1m68 thôi. Đó, cho nên em nào đánh địa hình mà chặt hẹp. Đó. Phen cũng là phen xịt gòn. Cần thì mới 95%, rất là mới. Bu trong sân, bu xịt. Xịt gòn, bu Fuji nha mọi người. Cần phen rất là đẹp. Đây. Độ cứng sẽ là ML. Tem đầy đủ, càng rất là đẹp. Thì cái này nặng là 160, dài 1m68 người, dài 1m68, thu gọn là 90 cm. Và cái này đọt của nó là 21 cho mọi người, đọt 21, nặng là 115 g. Và cái này nó lua từ 3.5 g đến 10.5 g nha mọi người, lua từ 3.5 g đến 10.5 g, lay từ 6 đến 12 lb. Cái này về cho anh em câu lóc cũng được, rất ok ha. Đó, câu mồi giả, câu nhảy hơi. Rồi giá của hai cây số 4, giá 1.8 luôn nha mọi người, 1.8 cộng ship cây số 4, vì cần rất là đẹp nhé. Tiếp theo cây số 5, thì số 5 vẫn lên cho mọi người, vẫn là một cây cần canh cát. Thì đây một cây cần máy đứng nha mọi người, cây này cần một cây cần máy đứng. Thì cây này vẫn sử bột phen, vẫn là bột phen xích con nè, xích con cần máy đứng. Và cây này một cây cần UL nha mọi người, Choi King UL nè, 56 UL. Cây này UL thì chuyên về cho anh em nào câu cá suối, câu tôm, hoặc anh em có thể câu dạng lưu lóc mà dạng dịch vụ đó, mọi người, thích đánh cảm giác thì đây một lựa chọn rất là ý tưởng nha. Bass là bass hãng nha mọi người, canh cát, cản là cản bằng nè, fan là fan Fuji Sitgon nè, coi là phải cặp bo sẵn nè, sẵn quăng chìm nha mọi người. Thì cây này dài là 1m68, thu gọn là 90 cm, đọt của nó sẽ là 1 ly 2 nha mọi người, đọt 1 ly 2. Và cái này nặng chỉ có 75 g thôi nha mọi người, nặng chỉ có 75 g thôi, vì cái này UL thì nó sẽ lô mát là 6 g nha mọi người, lô mát là 6 g. Đây em Fuji nhé, Fuji Sitgon. Anh em có thể câu cá hanh, cá cháp, cá hanh, cá cháp thì đánh căn này thì rất là cảm giác luôn, rất là đẹp. Mấy cây này thì anh em câu thì khỏi sợ đụng hàng với anh em, khỏi sợ đụng hàng với ai luôn. Cặp bên sẵn nhé. Rồi giá con cây cái số 5, giá là 1.8 luôn mọi người, 1.8 cộng ship cái số 5. Đây đọt nó khá là dịu nha mọi người, đọt nó khá là dịu, giữ cá cực kỳ tốt nha, phen phôi rất là đẹp. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên mọi người vẫn là một cây cần canh cát. Một cây lẫy này thì lẫy nguyên lô tại cửa hàng về. Cây này thì một cây canh cát ocean luôn. Đây cây này mình bán cũng rất là nhiều. Và cây này dài 1m6 người, dài 1m6 hai khúc. Độ cứng cái này ra tầm khoảng ML nhé, độ cứng ra tầm khoảng ML. Đó. Nó lô mát là 10 g nhé, cây lô mát 10 g. Cái này anh em về đánh nháy hơi, câu cá sắt, câu chẽm, rất ok. Phen của nó sẽ là phen xít nha mọi người, phen xít. Hoặc anh em có thể câu cá hanh, cá cháp. Đây phen đời 3 đây, rất là bóng nhá, bóng và đẹp bù của nó. Cần thì độ mới ra tầm khoảng 95% nhé, rất là mới mọi người. Bóng lưỡng phen Fuji Sitgon thì 330. Cần thì rất là mới rồi. Thì cái này dài 1m8, nặng 110 g, đọt 1 ly 7, lô mát là ra tầm khoảng 14 g. Rồi giá công khai cây số 6, giá là 1.8 luôn nha mọi người, 1.8 cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Majorap. Đây mọi người, một cây cần Majorap 4 khúc nhé. Đây một cây Majorap 4 khúc. Và cây này còn túi để theo cần luôn. Đây, một cây Majorap Laser 4 khúc và còn túi để theo cần. Thì cây này dài 1m89,
nha mọi người, dài 1m89, 1m9 gì đó. À, thu gọn là 50cm nha mọi người, thu gọn là 50cm, 4 khúc. Và đây một cây cần cho anh em chuyên về cho anh em du lịch nè, đó. Để trong ba lô đi công tác. Đây, đây một lựa chọn lý tưởng nha. Fan của cái này sẽ là fan Pulsisit hết cho mọi người, fan Pulsisit chân đen. À, Majorac. Lâu lâu lắm mới về được một cây thế này mọi người. Cần thì rất là mới nha. Thôi đây. Fan keo chỉ thì nguyên zin nha mọi người. À, chưa đụng chạm về tay luôn. À, rất là mới. Cần foil carbon. À, thu gọn 50cm, nặng là 95g nha mọi người, nặng 95g. Đọt của cái này sẽ là 1.7L nha mọi người, đọt 1.7L. Và cái này nó sẽ lúa, cái này lúa từ 1.75g đến 7g nha mọi người. Đó, đến 7g. Lai từ 4 đến 8 lb. Đó, mài nhật ráp. Cái này anh em về lúa lóc, lúa chẻm, lúa măng rất là ok ha, câu cá chét, câu hành cá và anh em câu cảm giác, cứng lờ thôi nha mọi người, bát Fuji. Rồi giá công khai cây số 7, giá 1.8 luôn nha mọi người, 1.8 cộng ship cây số 7, một cây 4 khúc. Tiếp theo ở đây ba cây cuối cùng, tiếp theo sẽ là cây số 9. Thì cây số 9 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Abu, đây một thương hiệu khá nổi tiếng. Đây Abu. Thì đây một cây Abu carbon sắn. Fan cần sẽ là fan sheet nha mọi người. Fan này là fan sheet nhá, fan sheet chân đen. Và cái này nó rất đặc biệt. Để mình quay cái đặc biệt cho coi. Đặc biệt là cái bát nó dặn nó sẽ kêu tiếng rắc nha mọi người. Đây. Mọi người nghe. Thì đây là một cây cần dài 1m98 nha mọi người, dài 1m98. Đọt 1.7L nha mọi người, đọt 1.7L. Cần rất là mới. Một cây Abu rất là mới. Đọt cứng sẽ là ML. Và cái này lô mồi từ 1.75g đến 10.5g. Lai từ 3 đến 10 lb. Cái này về cho anh em câu chẻm nhé. Câu chẻm. Câu đầm. Thôi sẵn nha mọi người. Đây. Fan sheet nhé. Bu chống sẵn. Fan sheet trăng đen. Keo chỉ thì nguyên zin nhé. Rất là đẹp. Bu. Cần thì xịn sò coi. Khỏi vàng. Cản 3 khúc cản được cao. Tem đầy đủ. Rồi, giá công khai cây số 9, giá 1.8 nha mọi người, 1.8 cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên cho mọi người một cây cần của hãng Majorac. Thì cây này cũng rất đặc biệt này. Cây là một cây cần Majorac Crocus. Phôi sẽ là phôi carbon dạng carbon đỏ nha mọi người. Cái này ra nắng rất là đẹp. Đó. Những anh em câu cái này đó phản hồi rất là tốt nha. Ra nắng cực kỳ đẹp luôn. Phôi nó đây. Fan của nó là fan Pulsisit, fan đen hết nha mọi người, chân đen hết nè. Đây. Camera thì nó phản quang thế này thì rất xuất sắc đây. Bát của nó sẽ là bát gỗ nha, bàn giao ráp bát gỗ, bát Pulsi luôn nhá. Thì cái này dài 1m89, nặng là 100g nha mọi người, nặng 100g. Đọt sẽ là 1.8L. Và cái này lua từ lua mồi từ 3.5g đến 12.5g nha mọi người. Đó, lua mồi từ 3.5g đến 12.5g. Phiên xít nhé, buộc trống sẵn. Đây, bỏ sẵn tới ngọn luôn. Cái này thì anh em về lua lóc, lua chẻm, dạng anh em lua mồi giả mọi người. Đó, rất lý tưởng nha. Bỏ sẵn rất là đẹp. Dòng co kit này thì nổi tiếng của hãng Majorac này. Đó. Lai từ 5 đến 10 lb. Fan rất là đẹp.
Thì cái này giá công khai là 2 triệu 2 nha người, cây số 10 2 triệu 2. Tiếp theo cây 11, cây cuối cùng vẫn là một cây cần Maya Grab, nhưng mà cây này một cây máy ngang. Đây phen phen nó vẫn là phen Pulsicit mọi người, phen Pulsicit chân đen. Bát cũng là bát giả gỗ nè, đó. Cán là cán bằng. Bát Pulsi nhé. Cần thì rất là đẹp. Cái này thì về cho anh em nào thích hợp cho cái này thích hợp về cho anh em nào câu lóc nha mọi người, câu lóc vì cái này độ cứng nó tới M đó. Đây, độ cứng M nhá. Cái này lua từ 7g đến 21g nha mọi người, lua từ 7g đến 21g. Line từ 10 đến 16 lb. Và cái này dài là 1m89, đọt 1.9, nặng 116g. Đây. Phôi thì chắc rồi, chắc khừ luôn. Cán là cán bằng. Anh em không thích cán bằng thì anh em về dán cái màn co lại nhé. Bát thì xịn này, bát rất là xịn nhé. Bát gỗ. Bát Fuji. Phôi này thì ga nắng thì khỏi bàn, rất là đẹp. Carbon sẵn quăng. Buộc trong sẵn. Phan chít. Cái này độ mới nó ra tầm khoảng 93% thôi mọi người. Nó vẫn có xây sát một vài điểm. Đó. Chứ không có đảm bảo là nó mới 99-95% đâu. Đó. Bán cần thì sao mình sẽ bảo với anh em vậy. Đó. Đây, mình vẫn có mấy cái xước li ti dạng xước lông mèo thôi. Đó. Rồi, giá công khai cây cuối cùng, cây số 11, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cộng ship cây cuối cùng. Rồi, đó là tổng cộng 11 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cây nào có thể chốt, để shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người. Đó, rồi, cảm ơn mọi người nhé.